Được rồi các bạn, tôi là Jack, nhưng mà không phải là Jack 5 củ, mà Jack này hơn 6 củ. Chắc là các bạn nghĩ tôi vẫn sống một mình đúng không? Nhưng mà thực ra là tôi còn có một người bạn nữa, tên là Richie. Cái người bạn này thì lại vào trong tù rồi. Còn cái lý do tại sao mà lại phải vào tù thì tôi cũng không biết được. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chuyến đi tới đồn cảnh sát và hỏi xem cái lý do gì mà lại phải vào trong đó. Ở trong nhà nghe tiếng lạch cà lạch cạch ra ngoài thì cứ tưởng có mấy cái xe đang kiểu húc nhau ấy. Nhưng mà làm gì còn cái xe nào ngoài cái xe của ông này đâu. Kiểu xe rượu sao ông tự đâm đầu vào. Ảo thật. Nói chung là cái thành phố này nó khá bất ổn. Nên làm về cái chuyện này thì chúng ta phải tập làm quen đi các bạn ạ. Nhưng mà tôi sống ở đây cũng khá lâu rồi mà thế nào vẫn bất ngờ. Ồ cái gì đây? Vâng, hai cái xe đang chơi xếp hình với nhau. Hôm nay thì nó cũng là cái ngày nghỉ. Nên là mọi người không có gì làm, lôi xe ra đuổi nhau vui vui thế thôi. Tôi cũng vừa mượn được một cái con xe màu xanh lá của một anh bạn tên là Cá và đang ngồi phía bên tay phải này các bạn này. Mượn thì kiểu gì tôi cũng sẽ trả mà. Mai trả không? Bởi vì sao? Bởi vì cái đồn công an thì ở ngay trước mặt chúng ta đây. Bây giờ đến đó rồi hỏi mấy chú công an xem cái thằng Richie bạn tôi nó đang ở cái phòng nào để mà còn biết ấy. Ôi tôi xong rồi. Đây rồi, tôi đã tìm thấy rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ đến cái phòng giam của nó đi. Nó ở đây, đây, Khứa Richie đây. Lâu rồi không gặp luôn. Ok Jack, dạo này mày bận chăm con hay sao bây giờ mới đến thăm tao à? Đúng rồi, ngày hôm nay thì tao đến thăm con tao đây. Nhưng mà cái lý do gì mà mày lại bị họ bắt vào đây? Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Bọn tao thì có thực hiện một cái phi vụ cướp nhà băng. Mọi chuyện nó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Và có một cái chuyện nó đã cản trở bọn tao. Mày biết đó là cái gì không? Đó là con xe nó như thế này này. Thì đi kiểu gì? Rồi, mày ở trong đó đi. Bọn tao sẽ về. Sau đó thì sẽ lên kế hoạch để cứu mày. Nhưng mà đầu tiên tao phải cứu tao trước cái đã. Chưa gì đã lại mất tí máu này. Mặc dù cái độ cao thì các bạn thấy đấy, nó không phải là quá cao đâu. Cái kế hoạch bây giờ là gì? Đầu tiên tôi sẽ cần phải về nhà. Sau đó tìm gặp một cái tớ thanh niên gọi là Kiryu để có thể bàn bạc. Nói chung là làm cái chuyện lớn thì cũng đều có là cái kế hoạch ấy, thì mới có thể gọi là thành công được. Uống hôn với cái việc mà cướp mục như thế này thì nó khó đấy. Ok, nhưng mà đầu tiên là tôi cũng vừa mới trả cái con xe xanh lá cho anh bạn tên là Cá rồi. Mà thay vào đó thì tôi vừa mới mượn thêm một con Lamborghini nữa các bạn. Chào Jack. Cái kế hoạch bây giờ thì tao muốn mày sẽ đi và lấy một cái con xe ở phía sau đồn cảnh sát về cho tao. A few moments later. Rồi, cái kế hoạch kiểu gì mà tôi cứ như kiểu cái thằng để nó sai mặt thế này. Các bạn nhìn này, tôi đang lái cái con xe màu xanh lá để không bị xa lánh. Sở dĩ thằng Kiryu nó muốn tôi mang cái xe ở phía sau đồn cảnh sát kia về thì là bởi vì cái xe đó nó rất là yêu thích. Nên là trước khi mà bắt đầu cái phi vụ lớn như này thì cần phải mang cái xe đó về cho nó ấy. Được rồi, các bạn nhìn này, tôi cũng đã là lấy được rồi. Ui, trông cũng có vẻ là chiến đấy chứ. Có khi tôi phải mượn nó để làm nhiệm vụ cho nó nhanh hơn. Các bạn thấy sao? Đây là cái xe mà tao rất yêu thích. Và tao cũng là cái người mà cũng lái xe đỉnh nhất ở trong thành phố này. Bây giờ tao thách mày có thể phá vỡ được cái kỷ lục của tao. Bây giờ thằng Kiryu nó muốn tôi gọi là xô đổ được cái kỷ lục lái xe của nó bằng chính cái xe của nó đây. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có khoảng 2 phút chỉ cần đi vào những cái vòng như thế này trước khi mà cái thời gian nó hết ý, là chúng ta có thể vượt qua được cái thử thách đầu tiên. Tưởng gì ạ? Cái nhiệm vụ này đơn giản thôi, hoàn thành rồi các bạn này. Để thực hiện được cái phi vụ lần này thì sẽ cần một cái thứ để có thể hack được. Mà để chế tạo cái công cụ đó thì sẽ cần khoảng 3 thiết bị. Nên là đi tìm hộ tao đi. Rồi các bạn thấy đấy, chúng ta sẽ đi tìm 3 cái thiết bị mang về cho thằng Kiryu để chế tạo cái công cụ để có thể hack được nhà tù. Uầy, nói chung là cũng gọi là mệt phết. Nào bắt đầu. Cái đầu tiên thì nó ở đây này các bạn này. Một cái quãng đường rất là xa. Cái này thì như kiểu nó ở một cái nhà máy. Chúng ta đã có cái đầu tiên. Cái thứ hai, nó lại ở đồn cảnh sát. Ok, ảo ma thật. Nó ở trên cái nơi mà chúng tôi sẽ gọi là thực hiện cái phi vụ đó. Đúng như kiểu cái nơi nguy hiểm nhất thì lại là cái nơi mà an toàn nhất đi. Cái thứ hai, hay là vào thăm nó tí nhỉ. Đâu rồi nhỉ, nó ở cái phòng nào nhỉ? Cái này nó cũng rộng. Đây. Nó ở đây này. Đâu rồi. Đây rồi. Ui, có vẻ chán đời này. Yên tâm đi, kiểu gì tao sẽ cứu mày. Nhanh lên. Rồi, bây giờ thì tiếp tục công việc. Cái thứ hai thì nó lại ở chính cái ngôi nhà này. Nhà này thì cũng chả có ai đâu. Đây rồi, cái mảnh thứ ba này các bạn này. Chúng ta đã đủ rồi. Giờ thì mang về thôi. Đây rồi. Thực ra con xe của thằng Kiryu này cũng xịn này các bạn này. Bây giờ là đã làm xong hai cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải hoàn thành bao nhiêu cái đây? Rồi, đủ rồi này Jack. Mày làm tốt lắm. Nhưng mà công cụ đã có rồi, vẫn cần thêm một cái nữa. Đó là tiền. Bây giờ có thể đi kiếm giùm tao khoảng 3.000 được không? Nào, đi đi. 3.000 ở đây? Nó là 3.000 đô các bạn ạ. Bây giờ các bạn nhìn đi, tôi mới chỉ có khoảng 800 đô thôi. Giờ phải kiếm làm sao cho đủ bây giờ.
Nói chung là đang có một cái kế hoạch, đó là sẽ đi bán một vài xe đi. Và đây là con xe đầu tiên mà tôi sẽ bán đây. Vẫn là con xe màu xanh lá, nhưng mà cũng không phải là của một anh bạn tên là Cá đâu. Đây là sẽ là cái nơi mà tôi làm việc trong cái khoảng thời gian tới. Nói chung là sẽ phải bán khá con này các bạn này. Đây. Anh nhìn cái xe này thì nó cũng khá là cũ rồi. Cái thằng chủ xe trong mặt nó khá là quang, nên là chắc là anh sẽ chỉ trả chú được khoảng 128 đô thôi, bán luôn. Tầm này cái cả trả 50 đô tôi cũng bán luôn. Đang cần mà. Sau một hồi bán cũng là miệt mài thì các bạn nhìn đi, chúng ta đã đủ 3.000 đô rồi. Ok, tiền có này, công cụ có rồi. Nhưng mà để vận hành được cái công cụ này thì sẽ cần pin năng lượng. Bây giờ đi lấy đó đi. Được rồi, để có thể vận hành được cái thứ đó thì vẫn phải có năng lượng mà các bạn. Một cái thiết bị để có thể hack được thì các bạn nghe là có đơn giản không? Mà hack ở đây ý, là hack nhà tù luôn. Trời ơi, nghe có vẻ là được đấy. Chúng ta phải đi kiếm đủ nguyên liệu về để cho thằng Kiryu nó làm việc. Đây rồi, nó ở trong một cái siêu thị à? Ngon, bây giờ thì vào và mua thôi. Có mỗi cục pin mà, nhiệm vụ lần này thì nó lại đơn giản. Ok, ok, biết tôi sẽ đến đây mua hay sao mà họ để sẵn ra ngoài này các bạn này. Xong cái yêu cầu thứ ba, giờ thì mang về cho thằng Kiryu nó chế tạo nốt cái phần cuối nào để có thể nhanh chóng mà đi cứu cái thằng bạn tôi cái. Nó dục nhiều quá rồi. Tôi cũng vừa mới đổi con hai bánh như này để tiện cho việc mà đi lại ấy. Chẳng may bị cảnh sát đuổi thì mình cũng có thể gọi là vào những cái nơi mà hẹp hẹp ấy, mà con này nó sẽ dễ hơn. Mọi thứ đều đầy đủ rồi. Trong cái lúc mà bọn tao chế tạo đồ thì mày có thể giúp tao đánh bại một cái băng đảng được không? À, có một cái băng đảng ở gần đây và theo như cái lời của thằng Kiryu nó nói thì tôi sẽ cần phải đánh bại bọn này. Cái gì đây? Băng đảng gì mà chăm chỉ làm việc này các bạn này. Các bạn nhìn này. Ui, em chào các anh. Vào đây, tôi không biết bọn này nó có thù hẳn gì với cái thằng Kiryu hay không. Nhưng mà nó bảo sao thì tôi làm vậy thôi. Bởi vì chỉ có thế mới có thể cứu được cái Kurichi thôi. Một vả. Xong cái yêu cầu tiếp theo rồi. Bây giờ chắc là đã chế tạo xong cái máy để có thể hack được rồi. Chúng ta về và xem cái kết quả nó như thế nào đi anh em ơi. Đây rồi, đã xong rồi. Bây giờ mày cần đến cái nhà tù, sau đó thì sẽ chụp lại cái số phòng của thằng Đích Chi cho tao. Để tránh việc mà hack nhầm ấy. À, các bạn vừa nghe đó, chúng ta cần phải tới cái nhà tù, sau đó phải chụp cái số phòng ấy. Bởi vì mỗi phòng giam ấy, nó có sẽ có số mà, thì phải chụp đúng cái số đó rồi gửi cho nó ấy. Thì nó mới biết cái phòng nào để nó còn hack ấy. Chứ giờ hack nhầm một cái thì cũng phải tốn công lắm. Chúng ta lại phải quay lại cái đội cảnh sát, sau đó thì chụp lại cái số phòng. Tôi cũng không nhớ nữa. Cái nhiệm vụ này nó là cần thiết mà các bạn. Đâu rồi nhá? Đây, vẫn ngồi gọi là đần cả mặt ra như thế này. Yên tâm đi, sắp xong rồi. Cố đợi đi. Bây giờ tao cần phải chụp ảnh mày. 404707. Ui, số cũng khá dễ nhớ thôi. Chụp nào. Ngon. Ok, đợi bọn tao tí nhá. Bọn tao về rồi nhanh chóng rồi cứu mày ngay đây. Cái sàn nhà nó có thù với tôi hay sao nhá? Ngã mấy lần rồi. 404707. Ok, phải nhớ nhá. À mà mình chụp ảnh cho nó rồi. Cái phi vụ chuẩn bị tới cái bước gọi là nhanh khẩn trương. Nhưng mà cái xe nào sao cứ tức tưng nhờ. Biết thế đi bốn bánh có phải hơn không? Nào, tới nơi rồi. Triển đi. Bây giờ tôi cần phải làm thêm một cái yêu cầu cuối cùng. Đó là phải làm taxi để có thể gọi là che mắt cảnh sát. Bởi vì họ đang nghi ngờ tôi là cái người mà đã đánh bại cái băng đảng kia ấy. Đấy, nên phải làm taxi để có thể gọi là để họ không nghi ngờ. Đấy, bây giờ chúng ta phải đi chở khoảng 3-4 khách. Sau khi mà chở xong thì sẽ về rồi thực hiện cái phi vụ đó thôi. Cảnh sát họ nghi ngờ tôi xử cái đám kia mà. Nên phải làm cái trò này thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ok. Ủa tôi xong rồi. Làm taxi để cảnh sát không nghi ngờ xong bây giờ còn bị nghi ngờ hơn này các bạn này. Một sao luôn rồi. Nào, taxi này hơi bất ổn đấy. Taxi đang bị truy nã. Taxi đang bị truy nã các bạn ạ. Nhưng mà khách của tôi có cái mũ trong cu tè phết. Nhanh. Đây, xuống xe đi. Bây giờ chở thêm khách nữa anh em ạ. Ok. Các bạn nhìn nhá, cái khứa kia nó tự đâm đầu vào xe tôi chứ tôi đâu có đâm nó đâu. Này xong tí nó ăn vạ đấy. Ôi nhanh khẩn trương. Cái số thời gian bên cạnh nó sẽ là cái khoảng thời gian mà tôi sẽ phải chở khách đến cái nơi mà họ muốn ấy. Cái nếu mà cái số thời gian nó hết rồi mà vẫn chưa tới thì là khách của nó sẽ rất là cáu đấy và không trả tiền luôn. Ok xong rồi. Bây giờ là cái thời điểm để thấy hack đây. Đây, thằng bạn tôi đang rất là hồi hộp đây, nó chuẩn bị được ra tù mà. Hack cho đúng nhá, không làm vỡ mồm đấy. Để tâm đi. Chuẩn bị này. Số phòng đúng rồi. Công cụ để hack cũng có rồi. Thế thì còn chờ gì nữa? Ra ngoài đi. Ngon rồi. Cứu được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Richie để các bạn này. Ui. Chuyển cam như đúng rồi luôn.
Đây rồi. À, nhưng mà lần này không dám nhảy đâu. Nhảy là toang đấy. Đâu rồi. Cái lối ra đâu rồi nhở? Ok, lối ra đâu các chú ơi? Cháu quên rồi. À đây. Thế rồi. Sau một hồi gọi là trốn cảnh sát thì các bạn nhìn này, tôi đang trốn ở một cái nơi mà rất là kín. Đó là đi xe dưới sông. Xong rồi. Bây giờ Lichy đã tự do rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ sẽ về nhà. Chúng ta đã cứu được Lichy rồi. Mà nếu các bạn chưa làm cái nhiệm vụ này thì có thể gọi là làm luôn. Nó đơn giản thôi. Bạn bè rất là tốt. Lần này trong tôi đòi nó gọi là 6.000 đô. Gọi là công sức mà tôi gọi là giúp nó mà. Đây, nhà thằng Lichy nó ở đây các bạn này. Ủa, khá xa nhà tôi anh em ạ.